Xin chào anh em và các bác đang theo dõi kênh của Dũng Trương Audio. Ngày hôm nay thì bên em tiếp tục lên sóng về ít mấy cái dòng dây tín hiệu AV. Dây này là lõi bạc của Thụy Điển, hãng của nó là Harmonic Harmony. Cái dòng dây này thì bên em ra lò rất là nhiều những cái dòng dây tín hiệu canon địch cái này, dây AV này, dây 6 ly này, 3.5 ra 2 AV này. Nói chung dây này rất là ngon mà giá thành cũng rất hợp lý. Hôm nay thì bên em tiếp tục lên sóng để bán cho anh em và các bác. Ngoài ra thì là đây là cái dây Madison, cũng là lõi bạc. Dây này là của Mỹ. Thằng này cũng là 4 lõi nhưng mà thằng này to hơn kia một chút. Và ít mấy cái dòng dây tín hiệu AV Tra Linh và jack Lanewchik loại 23.000. Cái dây bạc Thụy Điển Harmonic Harmony này thì cũng phải nói là bên em thi công ra rất là nhiều các loại. Như các bác biết này, Harmonic Harmony này, Silver này. Dây này thì bên em đang bán cho anh em và các bác với cái giá là 160.000 một mét. 160 một mét. Dây này thì nó gọn gàng hơn là cái dây Madison. Thằng này khi mà đấu những cái dây A jack AV Kimber hoặc jack AV mà thằng ria sâu thì có vẻ là nó hợp hơn. Tước dài có lớp chống nhiễu đây. Rồi có lớp dây dù. Cái lõi thằng này rất là nhuyễn anh em nhé. Cái dây này thì ngoài bên em bán thi công ra thì bên em vẫn tích cực bán cắt mét. Đây anh em nhìn này. Vì rất nhiều anh em thích mua cắt mét này về làm dây các dòng dây tín hiệu hoặc là các dòng dây loa. Đây. Đây anh em nhìn này. 160.000 một mét. Cái dây này anh em có thể làm thành bộ cũng được. Rất là nhiều, đây rất là nhiều các thể loại, đây lõi nó rất là nhuyễn anh em ơi. Sợi rất là nhuyễn anh em nhé, từ nhuyễn. Còn đây là cái dây Madison. Cái này thì nó có giá là 220.000 một mét. Cái này nó về cái đợt vừa rồi bên em có lên qua cho một clip thôi. Không quay kỹ lắm nhưng mà hôm nay phải quay lại vì nhiều anh em không biết ấy. Vì trong clip em quay rất là nhiều món. Đây, lớp chống nhiễu đàn rất là dày. Bên trong vẫn là dây dù các thứ đây. Lột hết ra. Hai thằng này thì nó cũng đều là lõi bạc và sợi rất là nhuyễn anh em nhé. Đấy. Đây các bác nhìn này, đây. Này có giá là 220.000 một mét. Tất cả những cái dòng dây buôn lõi này thì nó rất là đa năng. Anh em có thể làm dây 3.5 ra 2 AV này, dây tín hiệu 6 ly 6 ly này, canon cái ra AV này, rồi là canon đực cái này. Thì cứ mua cắt mét hoặc là muốn em thi công những loại rắc như thế nào thì rất vui lòng cứ liên hệ với em. Căn bản bây giờ là bên em đang rất là bận do sửa nhà cho nên là cũng chưa có ra lò các mẫu ma mới, cho nên là cũng phải đợi tầm khoảng đôi ba tuần nữa thì những dây này sẽ ra rất là nhiều các loại dây AV, dây canon đực cái cho anh em chơi. 220.000 một mét anh em nhé. Nói về cái dòng dây lõi đồng thì hiện tại thì bên em đang có mấy loại lõi đồng, mà lõi đồng mà đồng tốt thì mà rẻ nhất thì hiện tại bên em có cái dây Tra Linh Canada này, các bạn nhìn này, Tra Linh này. Đấy. Thằng này nó sử dụng công nghệ đồng 6 nầu FHC. Cái dòng sản phẩm này thì bên em cái đợt vừa rồi lệnh khá là nhiều Canada đây, thì giá là 290.000 một cặp. Nếu mà tính những cái loại dây lõi đồng thì đây là cái loại dây mà đang có giá tốt nhất này. Còn không thì anh em thể chơi những cái dòng của thằng Autocatopa. Một cặp bên em mới đăng hôm nọ thì là 800.000 một cặp. Hoặc cái dòng dây đồng Đức này, ở phía dưới này. Này, đồng Đức đang ở phía dưới này. Thì là nếu mà một cặp hoàn thiện thì có giá là 980.000. Đây là những cái loại dây lõi đồng mà em thấy là anh em có thể thích chơi chơi chất đồng thì anh em liên hệ em.
Zắc là nêu trích này thì cái loại này 23.000 thì bên em tiếp tục về được mấy nghìn cái cơ. Cái này nó 23.000 một cái thôi nhưng mà được cái toàn anh em lấy 20 30 cái, của bác lấy 50 cái. Rất là ok, nói chung thì vẫn lấy về bán phục vụ cho anh em thôi. Tất nhiên thì thằng này nó không thể bằng bọn dĩa sâu được. Nói gì thì nói. Này. Anh em nhé. Cái mẫu dây bạc pháp lưu. Đồng bạc pháp lưu chứ. Cái dây này vẫn bán là cho anh em là các bác với cái giá là bao nhiêu đây? 185.000 một mét. Đây các bác nhìn nhá. Real copper. BM400. Thay lõi của nó là đây anh em thấy là đây này. Lõi của nó là 4 ly, anh em nhìn chưa? Đấy, 4 ly. Đó. 4 ly. Cái dây này thì nó rất dễ ghép loa với âm ly. Em đăng trong cũng một vài clip ở đây nhưng mà tiếp tục đăng lại cho anh em biết. Đây này. Đây anh em nhìn này. Thì thằng này nó cả sợi đồng, sợi bạc, sợi tơ, sợi cứng. Ở giữa thì có sợi cứng này anh em nhìn chưa? Để quay ra cái phía này cho anh em dễ nhìn. Đấy. Nó có tổng cộng là 4 thứ đồng này, 2 thứ bạc và ở giữa có 7 cái sợi đồng từng trục. Vẫn là 185.000 một mét anh em nhé. Những cái mẫu Hitachi hiện tại thì cũng có khá là nhiều nhưng mà bên em vẫn chưa có ấy. Cái vỉ mạch 50A này. Vỉ mạch này còn đôi ba vỉ thôi. Thằng này có giá là 550.000 anh em nhé. Lọc F-Cop, F-Cop 66A còn 3 con thôi. Còn 3 con thì anh em. F-Cop này có giá là 1.700.000. Sivonic Line thì quay ngọ rồi. Dây 19.000 thì đang bán rất là nhiều đây. Những cái dây nguồn siêu đồng này có giá là 270.000 một sợi anh em nhé. Đây này. Thằng này là 270.000 một sợi. Dây thì nó dài là 1 mét. Đây. Một sợi anh em nhé. Và bên em là cũng không bao ship. Đang rất là bừa bộn anh em ạ. Thì à quên nữa cái dòng dây mà của cái thằng Bạc Thụy Điển kia cả. Hiện tại nếu mà thi công 3.5 ra 2AV thì bên em cũng chỉ thi công cái loại mà nó dài là 2 mét. Thì nếu mà dài 2 mét đấy thì có giá là 450.000 một sợi anh em nhé. 3 một đầu 3.5 ra 2 đầu AV đây. Đây là những cái dòng dây Bạc Thụy Điển Symphonic Line được bên em thi công bằng cái đầu dắt New Trích Thị Sĩ Profil Gold. Đây là đầu dắt nó thò thụt anh em này. Dắt AV nhé. Đầu dắt mạ vàng. Mạ vàng 24K. Hiện tại thì cái dây này thì em có mấy cặp ấy, thì không biết là xem là để em nhập vào cái giá. Dài 1 mét mỗi vế thì là 540.000 tiền dây, nó rơi tầm khoảng 2.040.000 một cặp. Đấy, dài là 1 mét mỗi vế anh em nhé. Cái mớ dây bạc dẹt này thì rất mong anh em nào lấy nốt cho anh em đi. Hiện tại thì cái dây này còn có vài cặp thôi. Hôm nay dọn để một đống ở đây. Ổ điện này. Đi. Cái rắc anh em lưu ý là cái rắc bắp chuối lòng máng thì nó cái lòng máng thì hoặc là cái loại mà có lẫy hoặc là khóa hoặc là khẩu súng thì quy chung nó đều là bắp chuối thôi. Có nghĩa là mình cũng không có bảo là ô bắp chuối này liệu có cắm được không. Anh em lưu ý là cắm được hết anh em nhé.
Thằng này đang có giá 850 một cặp, thì anh em lấy nốt, dây nó dài là 2,5 m ở vế. Loại bạc sợi đơn. Rồi, không lan man nữa, anh em làm nhu cầu cứ liên hệ em nhé. Xin kính chào tất cả mọi người.